Câu chuyện của vị khách hôm nay có hơi kỳ lạ. Ba thành viên trong gia đình Canada sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ chỉ rộng 12 m². Ngôi nhà quá nhỏ để hai bố mẹ 70 tuổi ngồi đối diện nhau ăn. Mỗi tối, cậu con trai Josie Canada trở về sau một ngày bận bịu, căn bản không có tâm trạng để ăn. Sau khi về đến nhà, Josie không ngồi ăn cơm, thay vào đó cởi áo khoác đặt vào sau ghế bố đang ngồi. Sau đó ra đằng chỗ đằng sau bố mẹ để rửa mặt và tắm, bởi vì bồn rửa mặt rất nhỏ. Vì thế Josie đều để ý thấy hành động không thoải mái của bố mẹ, dùng chiếc khăn treo ở đằng sau ghế của mẹ. Nhưng tồi tệ nhất chính là sau khi Josie rửa mặt xong, anh ấy cần đi vào phòng tắm, mà phòng tắm lại bên cạnh bồn rửa mặt. Câu chuyện này đối với bất cứ gia đình nào mà nói là một chuyện cực phiền phức, nhưng bố mẹ đã sớm quen với nó. Nhưng cậu con trai hiểu chuyện lại vô cùng ái ngại điều này. Bên cạnh nhà vệ sinh là phòng tắm, bên trong không sử dụng phòng thay đồ, nhưng cách làm của Josie lại cực kỳ đơn giản và thô lỗ. Đứng ngay trước cửa nhà tắm cởi quần áo và sau đó vào nhà tắm. Cuối cùng anh ấy ném đồ nội ý từ cửa vào máy giặt. Đối với cậu con trai mà nói, trái lại với những món ăn ngon dinh dưỡng, thứ anh ấy muốn hơn chính là ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thực tế nhà Canada có một nơi vừa lớn vừa lãng phí. Sau khi nhà ba người nghỉ ngơi sau bữa trưa, người bố lên tầng 2 nghỉ ngơi, tiếp theo là Josie. Phòng khách và nhà bếp chiếm trọn tầng 1, nhưng anh ấy lại đi về hướng khác. Đây có một chiếc cầu thang khác. Không sai, nhà Canada 12 m², nhưng lại có hai cầu thang. Điểm cuối cùng của hai bên lại giống nhau. Bất luận nhìn thế nào, nó đều không phải là kết cấu nhà đẹp. Nhà Canada luôn có một tâm nguyện, chính là cải tạo căn nhà chật hẹp này, cũng có thể làm nơi nghỉ ngơi thư giãn. Do đó nhà Canada đã nhờ cải tạo nhà giúp, chấp nhận lần ủy thác này là chuyên gia cải tạo người mà rất giống nhân vật phản diện trong phim điện ảnh Fuji Josie. Liên quan đến ngũ quan của ông ấy khiến người khác phải sợ. Ông ấy hoàn toàn ngược lại, Fuji có thể tạo ra căn nhà vừa ấm áp vừa có thể truyền từ đời này sang đời khác. Vì thế ông được mọi người gọi là vua tạo ra giá trị của những ngôi nhà. Anh ta đứng bên ngoài căn nhà ở nhỏ hẹp, bắt đầu bước thứ nhất nhìn nhận cầu thang của ngôi nhà ăn mét vuông nơi mà gia đình Canada ở. Tổng cộng có khoảng 2 hướng. Vì thế vừa bước vào chiếc sảnh nhỏ hẹp là có thể nhìn thấy cầu thang. Bên cạnh bởi vì quá nhiều không gian thừa mà thiết lập nhà kho chứa đồ. Mô hình của nó trong mắt chuyên gia có thể nói là không hề có quy luật. Đi về phía trước là phòng khách tầng 1 nhà Canada. Trong nhà có đặt một chiếc ghế massage sang trọng. Giống như vậy, đây là khoảng thời gian ông nội Josie nghỉ hưu, làm món quà sinh nhật tặng ông. Vừa massage thoải mái, vừa xem TV, trở thành khoảng thời gian hạnh phúc của ông Canada. Chiếc ghế massage gần 400.000 yên, trang bị đa dạng các chức năng, nhưng nó dài 2 m, lại chiếm không ít không gian phòng khách khoảng 3 m². Đồng thời, vị trí xếp cũng không hài hòa. Một ngôi nhà nhỏ, có hai lối lên cầu thang, nó đã chiếm khá nhiều không gian. Trong mắt chuyên gia có thể nói là quá lãng phí. Cả nhà bị hai bên cầu thang chiếm hết diện tích, thiết kế như này thực sự không hợp lý, cũng sẽ làm không gian nhà càng trở nên chật hẹp hơn. 41 năm trước, dưới nền đất nhà Canada, đã xây một căn nhà 2 tầng. 7 năm sau, để mở rộng nhà về phía trước gia đình nhà Canada, xây thêm tầng 2 ở nửa phía trước, do đó mới xuất hiện hai cái cầu thang. Tuy nhiên tầng 2 lại lệch nhau 18 cm. Đối với đoạn chênh lệch này, lúc đó nhà Canada cũng không có ý muốn nâng lên. Còn việc xuất hiện khi nào, nhà Canada cũng không để ý. Để đem đến cho khách hàng một môi trường sống mới, chiến dịch cải tạo của Fuji chính thức bắt đầu. Ngày tiếp theo công ty chuyển nhà đến, có hai cầu thang. Đối với việc chuyển nhà mà nói thì vô cùng nhanh, chỉ mất nửa ngày, tất cả đồ đạc nhà Canada đều được chuyển đi. Sau đó người thợ mộc được Fuji thuê đã bắt đầu làm việc. Đầu tiên bức tường và trần vỗ, thậm chí cửa sổ và phòng tắm đều bị phân tách. Chiếc cầu thang lâu đời cũng bị tháo dỡ, gian nhà hai hợp thành một, cuối cùng cũng lộ ra khung nhà. Nhưng ở đây lại tồn tại vấn đề khá lớn. Nền nhà ở nửa nhà trước được xây bằng xi măng cốt thép, nửa còn lại là gạch trống. Do đó nó tăng thêm 120 cm, tổng cộng 6 tầng. Fuji thực sự không nghĩ đến việc dùng gạch rỗng để nâng cao nền nhà lại còn nâng cao đến như vậy. Nghĩ lại, người thế kỷ trước để ngăn khí ẩm ảnh hưởng đến nền nhà, từ đó mới sử dụng gạch rỗng để nâng lên. Nhưng điều này không thể ngăn cản bước đi của Fuji. Anh ta lập tức sắp xếp những người thợ mộc bắt đầu công việc, củng cố thêm có nền đất dưới lớp gạch rỗng, sau đó thêm mấy thanh cốt thép, tiếp đến là đổ xịt liên kết với tất cả gạch rỗng. Từ đó hai viên gạch rỗng được gắn lại với nhau. Tiếp theo chúng ta cùng đến xem mỗi nỗ lực của Fuji. Sau 2 tháng sửa sang lại căn nhà, mới đầu thì rách nát, căn nhà của gia đình Canada hình dáng thảm không tả được. Sau khi xây xong, nơi đây đã trở thành nơi không lãng phí ánh sáng mặt trời. Hai gian mà chuyên gia xây thêm làm thành một khu vườn nhỏ mà hai bên đều không có. Ban công tầng 2 đồng thời dùng gỗ linh sam bao quanh.
Điều này làm không gian bên ngoài trở nên tươi mới và thú vị hơn. Dĩ nhiên không chỉ là sự thay đổi không gian bên ngoài. Bước vào sảnh kéo cửa ra, ở đây có cục đá tránh trơn trượt. Dĩ nhiên, căn nhà cũng giữ lại cầu thang ở nửa gian nhà trước, từ đó tiến hành cải tạo. Bởi vì sự vướng víu của hộp điện, tủ giày bị treo đằng sau bức tường ở sảnh. Cách làm hình khảm trên mái nhà làm người ta càng dễ lấy giày, tháo dỡ tất cả bức tường phía trước sảnh, từ đó đảm bảo sinh hoạt của căn nhà. Trước kia, kiểu nhà ở tatami ở trước sảnh, bây giờ đã được lót thêm tấm gỗ linh sam, trở thành tầng 1 và các phòng khác. Phòng bếp rộng rãi có rất nhiều nơi chứa đồ, có thể đựng bát đũa cho cả hai gia đình. Ở đằng trước lò vi sóng, còn có một chiếc bàn có thể kéo ra kéo vào. Tủ treo trở thành chiếc tủ có thể nâng lên hạ xuống kéo ra kéo vào. Sau khi kéo chiếc tủ đựng đồ ở trên tường, ở đây còn có một chiếc cửa sổ thông gió. Chuyên gia Fuji đã hoàn thiện kết cấu của căn nhà một cách hoàn mỹ. Không gian tầng 1 không chỉ rộng rãi, mà còn đem đến cho chúng ta tâm trạng thoải mái. Chiếc máy giặt vốn dĩ không có chỗ nào để đặt, cuối cùng cũng có nơi thuộc về nó như hôm nay. Bên dưới chiếc TV được treo trên tường, có không gian chứa to hơn nhiều hơn. Tháo TV ra, chuyên gia cũng cải tạo nơi này thành nơi chứa đồ. Có thể nói, Fuji đã tận dụng tất cả mọi không gian. Mỗi góc của căn nhà đều được đặt qua. Phòng chứa đồ trước kia sẽ trở thành khu vườn nhỏ trong nhà Kaneda. Theo cách này, căn nhà nhỏ chật hẹp cũng biến thành nơi ở hoàn mỹ đẹp đẽ hơn. Đương nhiên khu vườn ở đây còn có thể phơi quần áo ở tầng 1. Như vậy không cần phải cầm lên tầng 2 nữa. Tất cả các cửa ở sân trong đều có thể được đóng, vì thế nó trở thành không gian độc lập. Nhà tắm trước kia và bậc thang trong phòng được chuyên gia sắp xếp lại như ngày nay, có thể trực tiếp đi đến khu dùng đến nước. Nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng thay đồ đều được xếp ở đây. Đương nhiên lỗ thông gió ánh sáng ở đây cũng không phải quá tốt. Đi lên cầu thang tầng 2 hình xoắn ốc, kết cấu tầng 2 hoàn toàn thay đổi. Căn phòng mà cậu con trai đã cuộn tròn ngày xưa, bây giờ Rosie có thể tận hưởng căn phòng riêng rộng rãi thoải mái. Phòng ngủ của ông cũng có sự thay đổi. Bức tường của căn phòng được tận dụng hoàn toàn, có thể chứa tất cả quần áo và dụng cụ sinh hoạt hàng ngày. Ban công trở thành nơi nói chuyện uống trà. Góc đối diện đặt chiếc máy massage mà ông Kaneda yêu thích nhất. Ở đây có riêng một chiếc TV, bên cạnh có thể để nước đậu nành và cà phê. Ở đây còn có ngăn chứa trà có thể di chuyển. Kỳ diệu nhất chính là trên phòng ngủ của cậu con trai còn có một chiếc cầu thang. Ở đây còn có một chết. Không chỉ nói nơi này có thể chứa được đầy đủ các loại đồ, ngay cả đến chỗ ở cũng vô cùng rộng rãi. Việc cải tạo nhà đã hoàn thành. Để thể hiện sự vui mừng, con gái Thiên Hạc tiểu thư từ nơi xa cũng ngàn dặm xa xôi trở về, cùng ngắm nhìn căn nhà tạo cảm giác siêu cao cấp. Đối với niềm vui của bốn thành viên nhà Kaneda mà nói, họ càng thấy cảm động hơn, bởi vì tất cả những vấn đề trong nhà đều được giải quyết ổn thỏa. Ngân sách của nhà Kaneda lần này là 14 triệu yên, nhưng chỉ tiêu 13,99 triệu yên, tương đương 2 tỷ 490 triệu. Để có thể xem được nhiều nội dung tin tức đặc sắc hơn, mời nghe chương trình lần sau.